Xin chào các bạn, hôm nay thì DGN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái dòng camera EZFit C1C. Như các bạn đã thấy thì đây là một con camera EZFit C1C với chất lượng hình ảnh là 2 megapixel. Đó, thì các bạn có thể xem con camera ở đây. Với con camera này thì chúng ta không thể xoay 360 độ ở bằng điện thoại được, nhưng mà đổi lại thì góc quay của nó rất là rộng. Đó. Thì bây giờ mình giới thiệu một chút, thì con camera này nó sẽ có cái ổ cắm ở đằng sau đây, thì nó sẽ có cái ổ cắm thẻ nhớ để các bạn có thể xem lại. Đó, các bạn có thể xem lại các hành trình mà camera ghi lại. Còn ở dưới đáy đây thì nó sẽ có cái ổ cắm nguồn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cài đặt. Thì đầu tiên thì chúng ta phải cấp nguồn, cắm nguồn cho camera. Mình sẽ cắm vào này. Đó, sau khi mình cắm nguồn vào thì đèn nó hiện đèn đỏ đây. Chúng ta đã cắm được nguồn rồi. Còn đây là nút reset. Thì bước tiếp theo là chúng ta cần phải giữ vào nút reset này tầm khoảng 3 đến 5 giây. Chúng ta giữ nút reset này nhé. Đó, chúng ta giữ nút reset 3-5 giây, đèn đỏ nó nháy nữa là được. Ok, như vậy là chúng ta đã reset thành công. Cái này nó có thể xoay được nhỉ. Ok, thì sau khi reset thành công thì đèn đỏ nó sẽ nháy và nó đợi một lúc thì nó sẽ chuyển sang đèn xanh. Đó, nó hiện đèn xanh như này nghĩa là chúng ta đã reset thành công rồi. Bước tiếp theo là chúng ta mở smartphone lên. Chúng ta mở smartphone lên, chúng ta sẽ mở cái phần mềm, rồi chúng ta sẽ mở App Store ra. Chúng ta mở App Store ra, chúng ta cài cái ứng dụng EZFit. Này, các bạn có thể EZFit đây. Các bạn cài đúng phần mềm EZFit này nhé. Đó, mình thì mình cài sẵn rồi nên là mình chỉ cần mở ra thôi. Với những bạn mà dùng Android ấy, thì các bạn cũng lên CH Play, các bạn tải EZFit này nhé. Đó, thì sau khi mở EZFit lên thì nó hiện lên màn hình đăng nhập. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cần đăng ký một tài khoản trước. Chúng ta ấn đăng ký. Ở đây thì mình chọn đất nước là Việt Nam. Các bạn kéo xuống gần cuối cùng, nó sẽ ấn ở Việt Nam. Ok, ấn kế tiếp. Sau đó ấn đồng ý. Ở đây có hai cách để chúng ta đăng ký tài khoản. Một là bằng email, hai là bằng số điện thoại. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký bằng số điện thoại. Ở đây nó có mã vùng là 84 rồi, nên là khi mà các bạn nhập số điện thoại ở dưới thì các bạn bỏ số 0 đằng trước đi, chúng ta nhập từ số tiếp theo thôi. Đó, các bạn thấy là mình có nhập tất cả các số nhưng mình bỏ số 0 đằng trước số 9 đi. Ok, bây giờ chúng ta lấy mã xác thực. Ok, các bạn đợi một chút thì mã xác thực nó đã gửi về đây rồi. 1660 này. Ok, các bạn ấn kế tiếp. Sau đó các bạn nhập mật khẩu. Các bạn ấn nhập lại, xác nhận lại mật khẩu. Ok, các bạn ấn đã hoàn thành. Rồi, như vậy là các bạn cũng đã đăng ký thành công tài khoản và đăng nhập thành công. Thì ở đây là nó hiện màn hình là bạn muốn đăng nhập bằng vân tay hay không. Thì cái này thì mình ấn để sau. Sau đó mình ấn dấu cộng ở trên góc màn hình. Ở đây thì cái màn hình điện thoại nó sẽ hiện lên cái mã QR code. Thì các bạn lưu ý là ở dưới cái con camera này nó sẽ có cái mã QR code này. Đó, cái mã QR code này.
thì mình chỉ cần soi điện thoại này vào cái mã QR code đấy mình quét. Đó, nó đã quét được rồi. Nó đã nhận được C1C đây. Thì chúng ta ấn bằng driver E power on này. Ấn vào đây. Đó, xong rồi ấn kế tiếp. Tiếp tục là ấn vào đèn báo nhấp màu xanh. Đây chúng ta cũng thấy là đèn báo nhấp màu xanh đây. Thì mình ấn vào đó. Ấn kế tiếp. Ok. Ấn dấu X này đi. Đó, sau đó chúng ta nhập mật khẩu Wi-Fi vào. Ấn kế tiếp. Đó, ấn tiếp tục kế tiếp. Ấn kết nối. Chúng ta đợi một chút thì thiết bị đang kết nối với Wi-Fi và cài đặt. Vậy, như vậy là đã kết nối với Wi-Fi thành công và thiết bị đang được cấu hình. Như chúng ta đã thấy thì trên màn hình là thiết bị đang được cấu hình. Đó, như vậy là Wi-Fi camera cũng đã thông báo. Ok. Vậy là chúng ta đã kết nối thành công rồi. Đây mình sẽ quay ra. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem này. Đó. Mình đèn góc rộng một chút nhá. Đó. Đấy. Các bạn cũng nhận thấy nó góc quay rất là rộng. Cái con camera này. Đó. Các bạn ấn vào xem camera. Chúng ta ấn vào màn hình này. Ok, như vậy là chúng ta cũng đã xem được cái con camera này. Không, chúng ta cũng nhận thấy góc quay rất là rộng. Và khi mà mình nói thì nó cũng phát ra cái âm thanh mà ở camera này nó nói. Ví dụ mình nói ở camera này để xem nó hiện không. Alo. 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 Tại vì là hai thiết bị nó ở khá gần nhau nên là chúng ta nghe có thể là không rõ. Như cái thiết bị này nó có thể nắp được thẻ nhớ để chúng ta có thể xem lại được. Thì chúng ta có thể xem lại được thì chúng ta có thể xem lại ở lịch sử video ở đây này. Lịch sử video này ở bên tay phải này. Đó. Thì hiện tại cái thiết bị này mình cũng không có cắm thẻ nhớ nên là cũng không thể nào xem lại được. Nếu mà các bạn có thẻ nhớ nắp vào thì các bạn vào lịch sử xem ở trên tay phải này các bạn có thể xem lại. Rồi. Sau khi xong rồi thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn chia sẻ cái thiết bị này ra nhiều thiết bị khác nữa. Đó thì chúng ta sẽ ấn vào thiết bị này. Đó. Sau đó nó có ba cái hình tròn tích xác ở trên này, chúng ta ấn vào đó. Đó, chia sẻ thiết bị này. Đó. Thì chia sẻ thiết bị thì cái thứ nhất là bên thiết bị bên kia phải có một cái tài khoản EZBit như là mình vừa hướng dẫn các bạn đăng ký. Sau đó thì các bạn nhập cái số điện thoại mà địa chỉ số điện thoại hay là hộp thư chia sẻ vào đó. Thì các bạn nhập vào đó. Ví dụ mình nhập một số điện thoại bất kỳ vào này. Đó, mình ví dụ mình nhập số điện thoại như thế này. Ấn các bạn có lưu ý thì các bạn ấn vào thôi, không thì không ấn cũng được. Sau đó ấn vào All Permission này chẳng hạn mình nhấn vào thiết bị này. All Permission nghĩa là hiện tại là cái camera này nó chỉ cái ứng dụng này nó chỉ quản lý camera này thôi. Nhưng mà sau này các bạn có nhiều camera khác thì sẽ có tất cả các thiết bị dưới này. Các bạn ấn All Permission nghĩa là các bạn cho phép tất cả các thiết bị này, chia sẻ tất cả các thiết bị này. Đó. Thì các bạn ấn All Permission chẳng hạn. Không thì các bạn ấn từng camera được. Cho phép thiết bị là xem trực tiếp hay là cho phép thiết bị là báo động hay là thoại xem thiết bị phát lại hay gì đó thì các bạn ấn vào đó. Sau đó thì ở các bạn chú ý là ở cái chỗ nhập số điện thoại này thì các bạn nhập mã vùng là 84 rồi nhé. 84
mã vùng của Việt Nam là 84, sau đó các bạn ấn số, ví dụ như là 0987654321 chẳng hạn. Đó, thì các bạn ấn, chú ý là điền số điện thoại như thế này vào. Ok, ấn đã hoàn thành này. Sau đó các bạn ấn lưu là được rồi. Ấn thêm rồi ấn lưu là được thôi. Đó. Ok, như vậy là mình cũng vừa hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái dòng camera EZ Hit C1C với chất lượng hình ảnh 2.0. Các bạn cũng thấy là rất là nét và góc rất là rộng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Chúc các bạn thành công.